Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm tiếp cái phần phương trình mũ và logarit, về phương trình logarit phần 2, bởi vì thấy nhiều bạn thắc mắc và có yêu cầu làm cái phần này. Thế thì các công thức mà các bạn cần nhớ là như nào? Thì các bạn mình cho một cái hàm logarit này y bằng loga cơ số a của b, thì các bạn nhớ cho mình này, cái cơ số luôn luôn là một cái số lớn hơn không và khác một, tức là a lớn hơn không và khác khác một. Và biểu thức dưới dấu loga tức là b phải là một số không âm, b phải lớn hơn không. Các bạn nhớ cho mình, luôn luôn nhớ cho mình cái điều kiện như này, để trong quá trình các bạn giải phần phương trình logarit các bạn sử dụng cái điều kiện trong một cách linh hoạt. Rồi, thế thì các công thức mà các bạn cần nhớ như nào? Đầu tiên các bạn thấy là nếu như mình có y bằng loga cơ số a của b thì các bạn sử dụng cái quy tắc đội mũ. Đội mũ tức là gì? Các bạn lấy a đội mũ y lên thì sẽ bằng bằng b, được chưa? Tức là b sẽ bằng a mũ mũ y. Thế nên mình nói cái quy tắc gọi là quy tắc đội mũ cho các bạn dễ nhớ thôi, chứ còn chắc nó cũng không phải là đội mũ đâu, nó cứ đội thôi. B sẽ bằng a mũ mũ y. Tiếp theo, công thức tiếp theo các bạn cần nhớ là a mũ loga cơ số a của b sẽ phải bằng bằng b, và loga cơ số a của chính nó, tức là loga cơ số a của a sẽ phải bằng bằng 1. Được chưa nào? Loga cơ số a của b cộng với loga cơ số a của c, thì ở đây các bạn thấy đây là tổng của hai loga cùng cơ số. Được chưa nào? Thế thì nó sẽ bằng là loga cơ số a của b nhân c. Nhớ nhá. Nó sẽ bằng loga cùng cơ số này của một tích hai biểu thức dưới dấu loga này, b nhân c. Được chưa? Thế còn loga cơ số a của b trừ đi loga cơ số a của c thì sẽ phải bằng là đây là hiệu hai loga cùng cơ số. Các bạn thấy rằng nó sẽ bằng loga cơ số a của b trên trên c. Đương nhiên ở đây thêm một cái điều kiện nữa là c phải lớn không, bởi vì c nó là biểu thức dưới loga đây. Được chưa nào? Tiếp theo, loga cơ số a của b mũ alpha. Loga cơ số a của b mũ alpha thì alpha này các bạn hoàn toàn các bạn đưa được ra ngoài dấu loga. Được chưa? Nó sẽ bằng là alpha nhân với loga cơ số a của b. Được chưa? Thế trong quá trình các bạn tính toán, các bạn cũng hoàn toàn có thể là đang có một cái alpha ở ngoài cái dấu loga này, alpha nhân với cái loga cơ số a của b, các bạn hoàn toàn các bạn có thể đưa được vào vào trong cái dấu loga, tức là thành là loga cơ số a của b mũ mũ alpha. Nhớ nhé. Tiếp tục, loga cơ số a mũ alpha của b thì đây là mũ của cơ số. Mũ của cơ số các bạn cũng hoàn toàn các bạn đưa được cái mũ ra ngoài, nhưng nó nghịch đảo. Thế sẽ bằng là 1 phần alpha loga cơ số a của b. Thì như mình vừa nói, cái một phần alpha mình cũng hoàn toàn đưa được vào trong dấu loga. Nếu các bạn đưa vào thành mũ của b thì nó sẽ bằng là b mũ một phần alpha, đúng nào? Còn nếu bạn đưa vào thành mũ của cơ số a này thì các bạn sẽ thành là gì? Loga cơ số a mũ alpha của b. Được chưa nào? Tiếp tục, loga cơ số a của b sẽ bằng là trừ loga cơ số a của một phần b. Cái này quá dễ, thực chất các bạn biến đổi như này các bạn hiểu ngay này, đây bằng trừ nhá loga cơ số a của cái gì, b đây là b dưới mẫu, bây giờ mình đưa lên trên tử thì b ở đây mẫu là b mũ 1, mình đưa lên tử thành b mũ trừ 1, không, 1 nhân b mũ trừ 1 thì thành b mũ trừ 1. Thì đây là dạng dạng loga cơ số a của b mũ alpha, đúng không? Thì cái trừ 1 này, mũ này mình có thể hoàn toàn mình đưa ra ngoài dấu loga, thì có thể bằng là trừ của trừ ở đây nó thành là cộng loga cơ số a của b. Các bạn thấy trở về đúng cái ban đầu chưa? Được chưa? Thì bạn nhớ các công thức này để các bạn trong quá trình làm các bạn làm cho nhanh thôi, chứ còn không các bạn chứng minh cũng vẫn ra bình thường, chẳng có sao cả. Tiếp tục, công thức đổi cơ số này các bạn nhớ cho mình này. Công thức đổi cơ số: loga cơ số a của b nhân với loga cơ số b của c. Các bạn thấy này, loga cơ số a của b nhân với loga cơ số b của c, được chưa? Thì các bạn thấy bao rộng bằng loga cơ số a của c, các bạn nhìn thấy này, đường chéo này, đường chéo, thấy chưa? Và cũng từ công thức này các bạn có thể suy ra được là gì, ví dụ mình đang có loga cơ số b của c, mình không, vì lý do nào đó mình không thích để cơ số b, mình muốn đưa hết về cái cơ số a hoặc cơ số gqk ad nào đó, thì mình hoàn toàn mình có thể sử dụng công thức đổi cơ số là mình làm được. Loga cơ số b của c sẽ bằng loga cơ số a của c chia cho loga cơ số a của b. Các bạn thấy nhá, nhìn đây để cho dễ dễ nhớ này. Đây, loga cơ số b của c, bây giờ mình đưa hết về loga cơ số a,
thì các bạn thấy C nó nằm trên thì C này nó vẫn nằm trên, B này nằm bên dưới thì B này cũng vẫn nằm phía dưới, thấy chưa nào? Dưới chứ không phải là dưới thành cơ số các bạn nhé, bởi vì mình đã chuyển hết về log cơ số A rồi. Log cơ số B của C bằng log cơ số A của C chia cho log cơ số A của B, được chưa nào? Và cũng từ cái công thức đổi cơ số này mình cũng vẫn có thể rút ra được một công thức nữa là log cơ số A của B sẽ phải bằng 1 chia cho log cơ số B của A, được chưa? Thì cái này các bạn muốn chứng minh, các bạn cứ quy đồng nhân chéo này lên thì bạn thấy rằng log cơ số A của B này nhân với log cơ số B của A thì có phải bằng là log cơ số A của A không? Log cơ số A của A thì bằng bằng 1. Vậy D điều phải chứng minh chưa? Rồi, tiếp tục sang phần 2 là phương trình logarit. Đây là cái phần trọng tâm của mình đây. Phương trình logarit này thì bây giờ mình giả thiết cái cơ số luôn luôn là lớn 0 và khác 1. Nhớ nhá. Thế tại sao nó lớn 0 và khác 1 thì ở đây mình không không giải thích ở đây. Các bạn nào mà chưa hiểu thì các bạn comment ở bên dưới. Mình sẽ giải thích thêm cho các bạn. Cái này trong sách giáo khoa đều có hết rồi và các thầy cô cũng nói quá nhiều, nói đi nói lại rồi. Thế thì log cơ số A của x bằng b, đây là một cái phương trình logarit cơ bản rồi, thì các bạn phải đi tìm x đúng nào? Thì x thì sẽ bằng gì? Thì các bạn đơn giản thôi, các bạn lại sử dụng quy tắc đội mũ, x thì sẽ bằng a mũ mũ b, được chưa nào? Đương nhiên ở đây x thì nó phải là một số không âm, bởi vì x thì nó là một biểu thức dưới dấu loga không. Rồi tiếp tục, loga cơ số a của fx bằng loga cơ số a của gx, thì các bạn thấy rằng là lúc này fx và gx này nó là một hàm rồi đúng không nào, và các bạn thấy rằng là đây là hai loga cùng cơ số bằng nhau, hai loga cùng cơ số bằng nhau. Vậy hai loga cơ số bằng nhau khi nào? Khi fx bằng bằng gx, được chưa? Thì đương nhiên ở đây các bạn thấy là fx và gx nó cũng phải là thỏa mãn là một số không âm, được chưa nào? Rồi chứ bây giờ mình vận dụng vào làm bài tập. Đấy, các bạn nhớ cho mình các công thức đấy nhé. Nhiều bạn nói là không cần thuộc công thức cũng vẫn làm được. Có một số video trên mạng là không cần nhớ công thức vẫn làm được. Cái đấy là khó đấy các bạn ạ. Các bạn cần cần xem xét lại, đừng cố gắng cắm đầu cắm cổ vào học theo các phương pháp đấy, bởi vì cái gì cũng thế, nó bắt đầu cái cây muốn lớn được nó cũng phải đi từ rễ, nước nó rễ rồi các chất nó đi từ rễ rồi nuôi thân, nuôi ngọn, nuôi cây, nuôi lá thì mới sống được. Chứ các bạn tự nhiên các bạn chặt một cái ngọn cây các bạn cắm dưới đất thì làm sao nó lên được. Đương nhiên trừ một số loại cây đi. Rồi bây giờ mình sang phần 3, các phương pháp giải. 3, các phương pháp giải. Các phương pháp giải. Bây giờ mình dụ kỹ thuật 1 này. Kỹ thuật 1. Các bạn cố gắng theo dõi các kỹ thuật này nhé, bởi vì trong quá trình đi thi các bạn nó chỉ nằm ở trong các kỹ thuật này thôi, kể cả trong đề đại học như thế. Thì các bạn đừng để lãng phí cái phần, nếu có ra cái phần phương trình loga này thì các bạn đừng để phí. Nó không có gì khó khăn cả, các bạn kiếm 0,5 đến 1 điểm nó rất là dễ dàng. Kỹ thuật 1 đây là đưa về cùng cơ số. Đưa về cùng cơ số. Rồi, bài 1. Bài 1 người ta yêu cầu giải phương trình sau. Loga cơ số 3 của 1 cộng với loga cơ số 3 2 mũ của 2 mũ x trừ 7 và bằng 1. Đấy. Quá dễ rồi các bạn rồi đúng không nào? Đây là một cái phương trình loga rất là cơ bản. Các bạn thấy rằng là loga cơ số 3 của 1 cộng với loga cơ số 3 của 2 mũ x trừ 7 thì bằng 1. Được chưa? Các bạn giữ quy tắc đổi mũ thôi thì 1 cộng với loga cơ số 3 của 2 mũ x trừ 7 sẽ bằng 3 mũ 3 mũ 1. Nhưng trước khi làm thì các bạn phải để ý điều kiện. Điều kiện nào? Cơ số này thì thỏa mãn rồi, luôn lớn không và khác 1, 3 luôn lớn không và khác 1 đúng không? Vậy mình không cần điều kiện với cái thằng đấy. Nhưng điều kiện với biểu thức dưới loga thì sao? Ở đây phải là 2 mũ x trừ 7 phải lớn hơn lớn 0. 2 mũ x trừ 7 phải lớn hơn 0, hay nói cách khác là 2 mũ x phải lớn hơn 7. Được chưa? Quá dễ dàng. Phương trình sẽ tương đương với gì nào? Phương trình sẽ tương đương với, như mình vừa nói, sử dụng quy tắc đội mũ thôi. Đây sẽ là 1 cộng với loga cơ số 3 của 2 mũ x trừ 7 sẽ phải bằng 3 mũ 1. 3 mũ 1 thì bằng bằng 3. Rồi xem có gì có thể cộng trừ thêm bớt được với nhau không. Một mình vứt sang đây đi,
Thế đây thành là log A cơ số 3 của 2 mũ x trừ 7 sẽ phải bằng là 3 trừ 1 bằng bằng 2. Rồi lại một phương trình logarit cơ bản đây rồi, lại sử dụng quy tắc đội mũ tương đương với 2 mũ x trừ 7 sẽ phải bằng 3 mũ 2. 3 mũ 2 thì bằng 9. Tương đương với 2 mũ x bằng 9 cộng 7 thì bằng 10, 16. Được chưa? Đến đây thì các bạn có thể tìm ra là x một cách nhanh chóng và gọn gàng như này rồi. Bằng cách là cái gì? Các bạn có thể là x thì sẽ là bằng là loga cơ số 2 của 16. Được chưa? Và chính là bằng loga cơ số 2, 16 thì bằng 2 mũ 4. Đúng không? 2 mũ 4 thì các bạn thấy là 4 các bạn hoàn toàn đưa được ra ngoài dấu loga không? Thế đây chính là bằng 4 nhân với loga cơ số 2 của 2. Thế mà loga cơ số 2 của 2 thì nó chính là bằng 1. Vậy x đây bằng 4. Được chưa nào? Thế nhưng mình lại không thích làm theo cách đấy. Mình đã hướng dẫn các bạn ở cái phần 1 là cái phần phương trình mũ rồi. Là các bạn hoàn toàn các bạn làm được theo kiểu là 2 mũ x sẽ phải bằng là 2 mũ mũ 4 không? Với 2 mũ 4 thì bằng 10, 16. Vậy thì hai cái này bằng nhau khi nào? Cái này cùng cơ số rồi khi số mũ phải bằng bằng nhau. Vậy ở đây mình suy ra x thì sẽ phải bằng bằng 4. Đúng không? Thế các bạn thấy là điều kiện này, 2 mũ x phải lớn hơn 7, 2 mũ x ở đây bằng 16, thỏa mãn lớn hơn 7 không? Hoàn toàn thỏa mãn rồi. Vậy x thì bằng 4 đây nó sẽ là nghiệm của phương trình. Ok chưa? Nó rất là dễ. Tiếp tục sang bài 2. Nếu mà nhanh quá thì các bạn comment ở bên dưới bảo mình nhá, để mình sẽ làm chậm đi lên một tí. Vì mình thấy cái này nó dễ quá. Mình nghĩ rằng ai cũng sẽ làm được những cái ví dụ này. Được chưa? Nhưng mình cứ đưa lên đây cho nó vui vui thôi, chứ còn lại mình biết là các bạn làm được hết rồi. Chả có gì khó khăn với các bạn cả. Tiếp tục giải phương trình sau. Loga cơ số 2 của x cộng với loga cơ số 3 của x cộng với loga cơ số 4 của x bằng loga cơ số 20 của x. Mình sẽ cố gắng là các dạng và các hướng làm, các phương pháp, cách làm nào mình sẽ bày cho các bạn luôn. Mình không giấu giếm gì ở ở trong cái chỗ này cả. Thế thì bây giờ đến đây bài này các bạn nhìn thấy này. Ở đây rất là nhiều loga. 1, 2, 3, 4. Đúng không? Chỉ có biểu thức dưới dấu loga là giống nhau. X, 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 x giống nhau. Nhưng cơ số khác nhau. 2, 3, 4 và 20. Được chưa? Thế thì các bạn để ý này. Nếu như gặp cái dạng này. Nếu như gặp cái dạng này các bạn thấy rằng là phương trình nó là một tổng của các loga khác các cơ số. Khác cơ số nhưng biểu thức dưới dấu loga là giống nhau. Được chưa? Thì các bạn sẽ phải sử dụng là cái phương pháp là đưa về cùng cơ số để các bạn giải. Nhớ nhá, nếu các bạn gặp phương trình mà là tổng của các loga có cơ số khác nhau nhưng biểu thức dưới dấu loga là giống nhau thì các bạn sẽ sử dụng là đưa về cùng cơ số các bạn giải. Thế thì đưa về cùng cơ số nào? Các bạn có thể là 1 2 3 4. Các bạn có thể đưa về cùng cơ số một trong bốn cái loga này, đưa về cơ số 2 cũng được, cơ số 3 cũng được, 4 cũng được, 20 cũng được. Được chưa? Đưa về cơ số nào cũng được. Nó đều ra như nhau hết, kết quả như nhau. Thế ở bài đối với bài này mình sẽ đưa về cái cơ số 2 để các bạn xem này. Thế vào một cái bài như này thì cái bước đầu tiên các bạn là phải có điều kiện. Điều kiện đây cơ số luôn luôn thỏa mãn lớn không và khác một rồi. Thì với lúc này chỉ còn là điều kiện biểu thức dưới dấu loga phải là số không âm, tức là x thì lớn hơn nhân không. Thì bây giờ mình sẽ đưa về cùng loga này, cơ số 2. Phương trình sẽ tương đương với gì nào? Loga cơ số 2 của x cộng này. Các bạn thấy rằng là sử dụng cái công thức đổi cơ số. Các bạn thấy như mình lúc nãy mình đã nói này. Loga cơ số A của B nhân với loga cơ số B của C thì bằng loga cơ số A của C. Được chưa nào? Và mình sẽ sử dụng công thức này mình làm. Thì ở đây là loga cơ số 3 của x. Bây giờ mình không muốn để nó ở cơ số 3 nữa, mình để muốn để ở cơ số 2 cơ. Thì đây mình cứ viết đây thôi, loga cơ số 3 của 2 xong thì mình nhân với loga cơ số 2 của x. Các bạn thấy nó chính bằng loga cơ số 3 của x không? Được chưa? Và chính bằng này. Tương tự cho loga cơ số 4 của x cộng với loga cơ số 4 của 2 nhân với loga cơ số 2 của x bằng loga cơ số 20 của 2 nhân với loga cơ số 2 của x. Đấy. Các bạn thấy là cả bên trái và cả bên phải đều có nhân tử chung là loga cơ số 2 của x. Vậy mình đặt nó ra làm nhân tử chung. Được chưa nào? Đặt nó ra làm nhân tử chung tương đương với loga cơ số 2 của x nhân với 1
cộng với thằng này là Loa cơ số 3 của 2 cộng với thằng này là Loa cơ số 4 của 2 và trừ đi, vứt thằng này sang đây nhá, Loa cơ số 20 của 2 ở đây bằng bằng 0. Rồi đây thì các bạn thấy rằng đây là một cái phương trình tích thì thông thường các bạn sẽ cho từng thừa số một bằng 0, đúng nào? Thế nhưng các bạn nhìn thấy cái thừa số này này, 1 cộng Loa cơ số 3 của 2 cộng Loa cơ số 4 của 2 trừ đi Loa cơ số 20 của 2, đương nhiên của nó phải khác không, đúng không? Đương nhiên của nó khác không. Thế khác không rồi thì cái thằng này chỉ có thể là Loa cơ số 2 của x phải bằng bằng 0 thôi. Vậy ở đây tương đương với gì nào? Loa cơ số 2 của x bằng bằng 0, đúng không? Lại sử dụng đưa về phương trình logarit cơ bản ấy rồi. Vậy bây giờ mình suy ra sử dụng quy tắc đội mũ x thì sẽ phải bằng 2 mũ 0. 2 mũ 0 thì bằng bằng 1. Được chưa? Thỏa mãn điều kiện không? Thỏa mãn điều kiện. Vậy các bạn kết luận cho mình x bằng 1 là nghiệm của phương trình. Đấy, các bạn thấy nó đơn giản không? Nó rất chi là đơn giản. Nhiều khi mình cứ cường điệu hóa lên thành cái bài toán mà cảm thấy nó khó khăn thôi, nhưng mà thực tế nó đơn giản lắm. Các bạn thông cảm cho mình nhé, bởi vì là hiện tại là mình đang bị vỡ bánh chè nên là cái tư thế ngồi nó không được đàng hoàng. Viết thì nó cũng không được hẳn hoi cho lắm. Các bạn có gì các bạn thông cảm cho mình. Tiếp tục ta sang bài tiếp theo. Ta sang bài tiếp theo, bài 3. Bài 3. Giải phương trình sau. Loga cơ số 3 à loga cơ số x cộng 3 của 3 trừ đi căn bậc 2 của x bình trừ đi 2x cộng với 1 bằng 1/2. Mình gọi đây là phương trình 1. Mình gọi đây là phương trình 1. Rồi, thế thì để giải cái bài này thì ta làm như thế nào? Bây giờ các bạn nhìn này, đây vẫn là thuộc cái phương trình logarit cơ bản thôi, đúng nào? Các bạn cứ sử dụng quy tắc đội mũ thôi. X cộng 3 mũ 1/2 thì sẽ bằng biểu thức dưới loga như này. Được chưa? Nhưng để làm thì mình phải có cái điều kiện cái đã. Điều kiện này. Điều kiện. Điều kiện các bạn thấy lúc này x cộng 3 ở đây phải lớn hơn 0 và khác khác 1, đúng không? 0 nhỏ hơn x cộng 3 và khác 1. Và điều kiện thứ hai, biểu thức dưới loga phải lớn hơn 0, tức là 3 trừ đi căn bậc 2 của x bình phương trừ đi 2x cộng với 1 phải lớn hơn 0, không thể bằng 0 được, các bạn nhớ nhá. Tiếp tục, ở đây lại có căn, biểu thức dưới căn phải là một số không âm, tức là x bình phương trừ đi 2x cộng với 1 phải lớn hơn hoặc bằng bằng 0. Được chưa? Tương đương, mình giải cái điều kiện này. Bạn nào mà không biết giải điều kiện thì cứ để yên như thế. Lát nữa các bạn tìm ra nghiệm, các bạn đưa vào các bạn so sánh. Tất nhiên là nó hơi lâu, nhưng mà cái gì cũng có cái giá của nó, đúng không? Các bạn nào giải điều kiện này ra thì lát nữa các bạn sẽ gọn lại, các bạn không cần phải làm nhiều. Ở đây xem nào, 3 vứt sang đây thì x thì phải lớn hơn trừ 3, đúng không? Trừ 3 thì nhỏ hơn x. 3 này vứt sang đây thì thành 1 trừ 3 bằng trừ 2, thì x thì sẽ khác trừ trừ 2. Được chưa? Ở đây 3 trừ đi, đây là x bình trừ 2x cộng 1 thì nó chính là hàng đẳng thức x trừ 1 tất cả bình, đúng không? X trừ 1 tất cả bình mà căn bậc 2 ra thì nó chính là bằng giá trị đối của x chỉ trừ trừ 1 phải lớn hơn 0. Các bạn để ý cho mình nhé, căn bậc 2 của A bình phương khai căn ra thì nó bằng giá trị đối của A. Nếu A lớn 0 thì tự nhiên cái dấu giá trị đối này nó mất, còn A nhỏ 0 thì các bạn thêm một dấu trừ thì sẽ bằng trừ A. Được chưa nào? Đây là hàng đẳng thức rồi, thì đây sẽ là x trừ 1 tất cả bình phương lớn hơn bằng 0. Cái biểu thức dưới này thì luôn luôn thỏa mãn, đúng không nào? Luôn luôn thỏa mãn rồi. Rồi, thế thì vậy suy ra điều kiện cuối ở đây sẽ là trừ 3 nhỏ hơn x và khác trừ 2. Đây là điều kiện cuối. Rồi, thế bây giờ bắt đầu mình giải thôi nào. Phương trình sẽ tương đương với gì nào? 1 tương đương với 3 trừ đi căn bậc 2 của x bình phương trừ đi 2x cộng với 1 bằng x cộng 3 mũ 1/2. X cộng 3 mũ 1/2 thì thực chất nó chính là căn bậc 2 của x cộng 3. Được chưa? Cái bài này nó là một cái phương trình logarit cơ bản, nhưng mà nó đánh dối cho mình đi một chút là nó có biểu thức, trong cái biểu thức dưới logarit thì nó có chứa căn. Chứa căn thì mình phải vận dụng cái phương trình chứa căn để mình giải. Nó đánh dối cho mình một tí thôi. Nhưng các bạn cứ bình tĩnh các bạn làm, không có gì là khó khăn ở cái chỗ này cả. Cứ bình tĩnh các bạn làm nhé.
Rồi, tương đương này, tương đương như mình vừa nói các bạn thì đây nó là x bình trừ hai x cộng một, thì nó là hằng đẳng thức, nó là x trừ một tất cả bình, đúng không nào? Vậy thì đây nó sẽ là 3 trừ đi giá trị đối của x gì trừ một bằng căn bậc hai của x cộng 3, được chưa nào? Mình đặt đây là phương trình 2. Rồi bây giờ để giải cái phương trình này, các bạn đừng nhìn thấy cái phương trình mà chứa dấu giá trị đối, các bạn mà thấy nó căng thẳng nhá. Cái này thì nó rất chi là dễ, nó không gì khó khăn cả. Đừng căng thẳng cái này làm gì cả. Các bạn cứ cho cái biểu thức dưới dấu giá trị đối nó dương này. Sau đó các bạn phá dấu giá trị đối ra. Được chưa? Giải bình thường. Sau đó là các bạn lại lấy biểu thức dưới dấu giá trị đối mà nó âm. Thì các bạn đưa một dấu trừ đằng trước và các bạn lại phá ra, các bạn làm bình thường. Đấy nhá, các bạn để ý cho mình này. Giá trị tuyệt đối của x sẽ phải bằng là x nếu x lớn hơn hoặc bằng 0, bằng trừ x nếu x nhỏ hơn bằng 0. Đấy, các bạn cứ sử dụng quy tắc này, các bạn làm kiểu gì nó cũng ra. Được chưa? Thế thì đến đây rồi, bây giờ mình bắt đầu làm này. Nếu như x trừ 1 này mà lớn hơn hoặc bằng 0, mình viết như vậy để mình phá dấu giá trị đối ra thôi, đúng không? X trừ 1 mà lớn hơn hoặc bằng 0, có phải là ở đây mình suy ra được là x gì phải lớn hơn hoặc bằng 1 không? Đúng không? X gì phải lớn hơn hoặc bằng 1. Thế khi khi x gì mà lớn hơn hoặc bằng 1 rồi, x gì lớn hơn bằng 1 rồi thì cái dấu giá trị đối này nó trở thành nên vô nghĩa, mình vứt đi. Hoàn toàn được, đúng không nào? Thì phương trình 2 sẽ tương đương với gì nào? 3 trừ đi x trừ 1 sẽ bằng căn bậc 2 của x cộng 3. Được chưa? Tương đương 3 trừ x, 3 cộng 1 đây bằng 4, đúng không? 4 trừ x, 4 trừ x đây sẽ là bằng căn bậc 2 của x cộng 3. Được chưa? Thì đến đây nó lại là một cái phương trình chứa căn. Nó rất cơ bản. Để giải cái phương trình này thì các bạn bình phương cả hai vế lên thôi. Nhưng để bình phương cả hai vế thì các bạn phải làm thế nào để cho cả hai vế đều dương để các bạn bình phương, đúng không? Tương đương nào, để cả hai vế đều dương thì đây là 4 trừ đi x phải lớn hơn hoặc bằng 0. Được chưa? Điều kiện ban đầu là trừ 3 nhỏ hơn x và khác trừ 2. Được chưa? Khác trừ 2. Điều kiện nữa của bạn, các bạn đây là x đang phải lớn hơn hoặc bằng 1. X lớn hơn hoặc bằng 1. Và khi như này rồi thì các bạn là bình phương cả hai vế lên nào, thì đây nó sẽ là 4 trừ đi x tất cả bình phương sẽ phải bằng là x cộng 3. Được chưa? Tương đương. Giải điều kiện ra thôi. Xem nào. Ở đây là x nhỏ hơn hoặc bằng 4 trừ 3 nhỏ hơn x và khác trừ 2. Ở đây x gì sẽ lớn hơn hoặc bằng 1. Bình phương cả hai vế nào. Đây sẽ là 4, 4, 16 trừ đi 2, 4 là 8x cộng với x bình phương bằng x cộng 3. Đúng không? Thế mình thử giải cái điều kiện đây xem sao này. X nhỏ hơn hoặc bằng 4. Nhỏ hơn hoặc bằng 4 thì mình lấy như này. Được chưa? X lớn hơn trừ 3. Đây là trừ 3. Lớn hơn trừ 3 thì mình phải lấy như này. Và khác trừ 2. Trừ 2. Trừ 2. Khác trừ 2 thì mình để cái dấu gạch đấy nhá. Coi như là khác. Được chưa? Và một cái nữa là x lớn hơn hoặc bằng 1. 1 đương nhiên nó phải nằm đây rồi. 1. Lớn hơn hoặc bằng 1. Đó. Vậy cái điều kiện cuối của các bạn lúc này nó chỉ là x lớn hơn bằng 1 và nhỏ hơn hoặc bằng 4. Được chưa nào? Tương đương. Các bạn có thể giải điều kiện như thế nhé. Để ra cái điều kiện cuối như thế cũng được. Còn nếu không, các bạn cứ để như này xong các bạn lại so sánh vào. Đúng không? Thì mình giải được luôn điều kiện như này thì các bạn lúc mình tìm ra nghiệm mình kết luận nó dễ hơn. Nhớ nhá. Thế đây sẽ là như mình vừa kết hợp đấy, nó sẽ là 1 nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn hoặc bằng 4. Hết mình giao ba cái điều kiện này lại rồi. Lúc này nó sẽ đây sẽ là chỉ còn là gì? X bình phương này. X chuyển sang đây là trừ 9x. Và 16 trừ 3 cộng với 13 bằng 0. Suy ra. Các bạn bấm máy tính đi.
1 nhỏ hơn hoặc bằng x và nhỏ hơn hoặc bằng 4 này. Có hai nghiệm, một nghiệm x thì sẽ là bằng là 9 cộng căn 29 chia cho 2, và một nghiệm nữa là x bằng 9 trừ căn 29 chia cho 2. Được chưa? Rồi bây giờ mình thử xem nào. Căn 29 bằng 5,3 rồi, 5,3 cộng 9 bằng 14 chia 2. Đương nhiên là nó bằng 7,1, lớn hơn là không thỏa mãn điều kiện rồi. 9 trừ đi căn 29 bằng 3,6 chia cho 2 bằng 1,8. Ok, như vậy đây nằm hoàn toàn nằm trong cái điều kiện rồi. Vậy thì đây là loại, còn đây là thỏa mãn. Được chưa? Thỏa mãn rồi thì có phải là suy ra nghiệm của phương trình. Lúc này trong cái trường hợp này x thì sẽ phải bằng là 9 trừ đi căn 29. 29 chia cho 2. Đấy. Tiếp tục cái trường hợp tiếp theo. Trường hợp tiếp theo tức là cái biểu thức dưới dấu giá trị đối là âm. Tức là x trừ 1 nhỏ hơn 0 thì mình suy ra là x nhỏ hơn 1. Được chưa? X nhỏ hơn 1 thì phương trình 2 nó sẽ tương đương với cái gì các bạn nhỉ? Tương đương là 3 trừ đi, bởi vì nó âm thì mình đưa thêm một cái dấu trừ lần trước, x thì trừ 1, được chưa, chính là vào bằng căn bậc 2 của x cộng 3. Đó, tương đương trừ một trừ thành cộng được 3 cộng với x trừ 1 là bằng căn bậc 2 của x cộng 3. Ok chưa? Tương đương 3 trừ 1 thì bằng bằng 2, ở đây chỉ là 2 cộng với x bằng căn bậc 2 của x cộng 3. Lại trở về phương trình chứa căn cơ bản rồi, đúng không nào? Để giải phương trình này thì bây giờ mình lại tương đương với cái gì? Mình viết liền như này cho đỡ tốn giấy nhá các bạn, trong quá trình các bạn đi thi các bạn cứ viết trong thư phòng cho mình. Giấy đi thi của nhà nước rất là nhiều, thoải mái. 2 cộng x lớn hơn hoặc bằng không. Tiếp tục điều kiện ban đầu là trừ 3 nhỏ hơn x và khác trừ 2. Và điều kiện đây nữa là x thì sẽ phải nhỏ hơn 1. Rồi, thì các bạn được quyền bình phương cả hai vế, tức là 2 cộng với x tất cả bình phương sẽ phải bằng là x cộng với x cộng 3. Tương đương này. Rồi, sang trang mới cho nó ngon. Tương đương. Đây là x gì sẽ lớn hơn hoặc bằng trừ 2. Đây là trừ 3 nhỏ hơn x và khác trừ 2. X nhỏ hơn 1. X nhỏ hơn 1. Bình phương ra nào? Đây là 22 là 4 này. Cộng với 22 là 4x này. Cộng với x bình phương bằng x cộng 3. Rồi. Tương đương. À, bây giờ mình giải điều kiện nó xem nào. Cho nó gọn. X lớn hơn bằng trừ 2. Đây, trừ 2 mình giải đây. Lớn hơn hoặc bằng trừ 2 thì vứt đi. Tiếp tục. X lớn hơn trừ 3. Đây là trừ 3. Lớn hơn trừ 3. Vậy vứt này đi. Nhưng lại khác trừ 2. Đây là trừ 2. Khác trừ 2 thì mình để cái dấu x này. Khác trừ 2. Tiếp tục. Điều kiện nữa là x gì nhỏ hơn 1. Này, lắm chuyện nhỉ. Đây là 1 nhỏ hơn 1 như này. Đúng không? Lấy phần nhỏ hơn 1 tức là gạch phần này đi. Được chưa? Vậy thì bây giờ phải lấy như nào bây giờ? Vậy thì các bạn khi các bạn giao này lại với nhau thì các bạn thấy là ở đây là x khác trừ 2 nhé. Trừ 2 thì đương nhiên ở đây nó phải là trừ 2 nhỏ hơn x và nhỏ hơn 1 là điều kiện cuối. Được chưa? Rồi. Tương đương. Điều kiện cuối của các bạn này này. Trừ 2 nhỏ hơn x và nhỏ hơn 1. Được chưa? Đây sẽ là x bình phương
4x trừ 1 đây là còn 3x cộng với 3x. 4 trừ 3 đây bằng 1 cộng với 1 bằng 0. Giải phương trình này ra thôi. Tương đương đây, trừ 2 nhỏ hơn x, nhỏ hơn 1. 33 là 9, 9 trừ 4 là C, 4 x 1 bằng 4 bằng 5. Như vậy bằng trừ 3 cộng trừ căn 5 trên 2. X thì sẽ phải bằng là trừ 3 cộng với căn 5 chia cho 2. Và một nghiệm nữa là x thì bằng trừ 3 trừ căn 5 chia cho 2. Có hai nghiệm như này. Thế thì xem nào, nghiệm này bằng trừ 3, trừ 3 lại trừ đây. Và trừ hơn 2 thì bằng trừ 5, trừ 5 chia 2, 2 phần 5. Đương nhiên loại được cái nghiệm này rồi. Loại nghiệm này và nghiệm này thỏa mãn. Đây là loại thỏa mãn. Đúng không? Vậy ở đây mình suy ra nghiệm của nó x thì sẽ bằng là trừ 3 cộng với căn 5 chia cho 2. Được chưa? Rồi, thế thì xong rồi thì các bạn kết luận nghiệm của phương trình thôi. Vậy nghiệm của phương trình là gì? Đáp số, các bạn kết luận cho kêu kêu một tí nhé. Vậy nghiệm của phương trình nó sẽ là x gì sẽ phải bằng là 9 trừ căn 2 9 chia cho 2 và x bằng trừ 3 cộng căn 5 chia cho 2. Đấy.